Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 5, ông Phạm Công Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân để tìm kiếm tung tích em Nguyễn Văn Kế, học sinh lớp 9 mất tích 5 ngày qua. Trước đó khoảng 5 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, em Nguyễn Văn Kế là học sinh lớp 9, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, mang theo cặp sách đi xe đạp điện ra khỏi nhà và nói với bố mẹ là đến trường đi học. Đến trưa cùng ngày, bố mẹ không thấy Kế đi học về nên táo hỏa đi tìm khắp nơi Nhận được tin báo, chính quyền và công an xã Mỹ Thành phối hợp với gia đình nắm bắt thông tin để triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, dù tìm kiếm ở nhiều nơi trên địa bàn, gia đình đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của em nam sinh nói trên. Gia đình em kế thuộc diện hộ nghèo là con trai duy nhất trong gia đình. Bố của em không được tỉnh táo như người bình thường, còn mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Kế là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và được người thân, hàng xóm thương yêu. Một vụ việc nghiêm trọng vừa mới xảy ra tại tỉnh Kiên Giang. Bị lập biên bản dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Một người đàn ông đã dùng dao chém liên tiếp khiến một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thanh niên trên để đề xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương, sinh năm 1986, ngụ tại thị trấn thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Thông tin ban đầu vào sáng 27 tháng 5, tổ công tác của công an thị trấn thứ 3 đã giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn. Khi đến khu vực chợ thuộc khu phố 2, tổ công tác phát hiện Dương sử dụng xe ba bánh để bán dứa, dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường nên đã lập biên bản nhưng danh không chấp nhận và cũng không chấp hành ký biên bản. Sau đó Dương chạy về nhà lấy hai cây dao đứng chờ. Thấy tổ công tác đi ngang, Dương dùng lời lẽ thu tục xúc phạm. Và khi tổ công tác dừng xe lại thì Dương đã cầm dao chạy đến, chém liên tiếp là một đồng chí phó trưởng công an thị trấn và hai bảo vệ dân phố bị thương và nhập viện điều trị. Trong lúc bị khống chế, Dương cũng bị thương và nhập viện điều trị. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương, cơ quan điều tra đã cho Dương ở lại bệnh viện điều trị vết thương đồng thời bố trí lực lượng canh giữ cho đến khi đối tượng này xuất viện được biết dương đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xóa án thì nay lại tái phạm